Thanh Trúc kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay là bản tin đặc biệt với Thanh Trúc và tin phân tích thời sự Hoa Kỳ. Để mở đầu, Thanh Trúc xin kính mời quý vị theo dõi phần bản tin đặc biệt do Thanh Trúc thực hiện với giáo sư Lê Xuân Khoa. chúc kính chào quý vị đến với bản tin Hoa thị Đấu ngày hôm nay à, là sự góp mặt của giáo sư Lê Xuân Khoa đến từ California kính thưa quý vị giáo sư Lê Xuân Khoa à, trước năm 1975 là giảng sư của à, Đại học Văn khoa Sài Gòn và ông cũng là à, phó viện trưởng của à, Đại học Quốc gia Sài Gòn sau 1975 ông à, qua Hoa Kỳ và ông giữ chức giám đốc của Cirac tức là trung tâm đác vụ Đông Nam Á mà sau này gọi là trung tâm hành động vì nguồn lực Đông Nam Á, ông có nhiều uh, sách biên khảo uh, về tất cả những cái lĩnh vực về di trú di dân và sau này thì ông lại có những uh, tài liệu những cái uh, tham khảo về đồng bằng sông cửu long của Việt Nam nữa. À, Thanh Trúc xin kính chào giáo sư Lê Xuân Khoa. Dạ vâng, kính chào cô Thanh Trúc và tôi rất cảm ơn được có cơ hội nói chuyện với lại quý thính giả của Đài. Dạ, nhưng mà Thanh Trúc muốn biết là cái lý do chính mà giáo sư Lê Xuân Khoa có dạ. mặt ở tại vùng dạ. à, Vâng, Washington. cái lý do chính mà tôi từ bên California mà qua đây là thật sự ra là vì chuyện gia đình, trong gia đình. Thì để nói ra thì cũng đã nhiều người biết rồi là nhân cái dịp mà tôi có một người con rể là Nguyễn Tử Huấn thì được thăng chức là đề đốc hải quân vâng thành ra cho nên tôi lên đây để dự cái lễ thằng chức của con rể tôi vâng thì nhân cái dịp này thì một công đôi ba việc tôi ở lại thì có thêm ít nhất là hai việc lớn nữa thứ nhất là cái vấn đề tôi phải tìm những các cái thâu thập nốt một số tài liệu để cho tôi hoàn tất cái cuốn sách mà tôi đang viết dở dang tức là cuốn lịch sử tị nạn và cộng đồng người Việt ở Hoa Bỉ ở Mỹ thế và chuyện thứ hai là nhân cái dịp đó tôi luôn luôn vẫn phải theo dõi các cái vấn đề của Việt Nam. Thì một trong cái vấn đề quan tâm lớn bây giờ là vấn đề biển đông và bên cạnh đó như tôi nói lấy nó tôi nói là vấn đề đại chiến lược của Trung Quốc là cái nguy hiểm biển đông và cái vấn đề thứ hai là vấn đề cái đồng bằng sông cửu long. Thành ra nhân thiện mà tôi có thì giờ tôi đọc lại những các cái tài liệu nghiên cứu về đồng bằng cửu long thì tôi quan tâm và tôi đã viết ra được cái cái bài cái kế hoạch để phải cứu nguy đồng bằng cửu long. Là vì vậy Đó. dạ ừ. vâng thưa à, đối với cái kế hoạch cứu nguy đồng bằng sông cửu long thì Thanh trúc biết là giáo sư lê xuân khoa cũng có tham khảo với cái nhóm bạn cửu long hay là cái nhóm sinh thái việt à, tất cả những người mà trí thức à, mà ông đã quen biết và đã trao dạ. đổi về à, cái vấn đề việt nam đồng bằng sông cửu long dạ. thì à, thưa còn phía bên việt nam thì cũng vậy phải không ạ à? ông bên nhóm bên này cũng có liên lạc với những cái người mà gọi là có trách nhiệm và quan tâm về cái vấn đề đồng bằng sông cửu long ở bên việt nam Dạ. dạ vâng thì bên này thì là có cái hội sinh thái việt rồi có một cái nhóm của bạn cửu long dạ. mà do ông bác sĩ ngô thế vinh dạ. là tác giả của hai cuốn sách cơ bản nhất mà ai cũng phải đọc và đã được dịch sang tiếng ngoại ngữ cho quốc tế nhiều nơi tức là cái cuốn đồng bằng uh, tức là cuốn cửu long cạn dòng Và biển đông dậy sóng uh, thì tức là mê công dòng sông uh, nghẽm mạch vâng với lại với lại mê công dòng sông mạch mặt và... <laughs> thì chúng ta thấy rằng hai cuốn sách cơ bản đó và là cái nhóm hoạt động của hội sinh thái đó đã nghiên cứu về nhiều vấn đề và như tôi nhắc đến là nhiều cái đề nghị đã được đưa ra và có đối tác ở trong nước là cái 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 nhóm ở bên trong đại học Cần Thơ. Họ cũng là những chuyên gia cũng đã đi học ở bên ngoại quốc về và họ quan tâm rất nhiều về vấn đề Cửu Long. Hai bên sát cánh làm việc với nhau rất nhiều nhưng cái vấn đề là bây giờ đã đến cái lúc mà hai nhóm này cũng như là toàn thể những các cái các cái tổ chức xã hội dân sự khác trong cái kế hoạch mà tôi đưa ra là phải sự tham gia của các hội dân sự để mà làm áp lực phía chính quyền để mà họ phải thay đổi. Dạ vâng, vâng. rõ ràng là trong cái dự án cứu nguy đồng bằng sông cửu long thì giáo sư lê xuân hoa cũng có nhấn mạnh về cái tiếng nói rất là quan trọng mà ừ. rất là cần thiết của các xã hội dân sự. Dạ, dạ vâng à, thì à, thưa ba cái vậy là cái tiêu đề chính ở trong cái dự án của nguy đồng bằng sông cửu long mà ông đưa ra đó thì ông đã trao đổi và ông nghĩ rằng liệu là nó có tác động được đến nhà cầm quyền việt nam hay không? vâng theo chủ quan thì tôi nghĩ rằng nếu mà thực hiện được thì cái tác động rất rất là rõ ràng nhưng cái vấn đề rằng có thực hiện được hay không cái tính cách tôi nhấn mạnh về tính cách khả thi của nó bởi vì làm một cái dự án mà nó bất khả thi thì không được cho nên tôi luôn luôn tôi chú trọng và làm một cái dự án mà có điều kiện khả thi thì theo tôi đây là đến lúc nó là, mà tôi gọi đây là một cái thách thức và là một cơ hội khi đã gọi là thách thức và cơ hội thì đều là thí nghiệm à, thành bây giờ vấn đề là nếu mà chấp nhận cái thách thức thì thử làm đây là một cái thí điểm cái dự án này nó cũng là một cái thí điểm để thực nghiệm xem rằng nó có khả thi hay không thì đây là một cái thách thức thách thức phía chính quyền cũng như thách thức phía xã hội dân sự xã hội dân sự phải đặt ra đòi hỏi chính quyền và chính quyền cũng phải chìa tay ra để mà hợp tác với lại xã hội dân sự thì khi formula cái công thức mà cô tư đưa ra là cái công thức chính quyền và tư nhân phải hợp tác với nhau như thế thì nó mới khả thi chứ nếu mà chỉ có một bên thì chính quyền nó lo sợ nó ngăn chặn mà nếu mà chính quyền làm thì dân chúng cũng nghi ngờ là nói mà không làm hay làm giả vờ bởi thế cho nên đặt vấn đề là hai bên cùng phải làm hợp tác song song với nhau đấy nhưng mà cái lý thuyết thì nó khả thi nhưng mà thực tế nó có thiện chí để làm việc thật hay không chúng ta phải chờ những cái tháng ngày sắp tới mới biết được dạ thưa ừ. giáo sư lê xuân khoa uh, do cái vấn đề biến đổi khí hậu mà uh, uh, Ngân hàng Thế giới đã nói rằng Việt Nam bị tác động rất mạnh đó. Thì năm 2016, Việt Nam đã bị một cái trận uh, hạn hán là nặng nề ừ. trong lịch sử, uh, gọi như như là người ta nói rằng là cả đồng khô mà hồ cạn luôn đó. Dạ, yeah. rồi đến năm 2019 này thì có thể là có nguy cơ là khi mà nó chuyển sang cái mùa cực nóng thì lại có thêm một trận hạn hán thứ uh. hai nữa. Trong khi đó những cái đập uh, của Trung Quốc ở thượng nguồn thì tích nước và nếu mà các nước ở dưới này mà đòi hỏi họ phải uh, xả nước đó thì lại gây ra lũ lụt và yeah. như vậy thì rõ ràng là không hiểu là chính quyền Việt Nam đó có ý thức rõ ràng được cái chuyện đó hay không trong cái dự án của giáo sư Lê Xuân Khoa có nhân mạnh và có thúc đẩy họ về cái điều đó hay không để mà vâng thì đấy đấy là Trung Quốc nó nắm cái cái vấn đề là mình bị mùa khô mình cũng có thể chết mà mùa lũ mình cũng bị dạ. bởi vì nếu mùa khô thì nó ngăn nước nó không cho nước xuống thế là mình lồng bằng khô cạn và nước mặn nó vào thế còn nếu mùa lũ mà nó lại xả thật nhiều xuống thì mình bị lũ lụt thì lại chết về vấn đề lụt thành cái trung quốc nó, nó nguy hiểm ở chỗ là nó hại mình cả mùa khô lẫn mùa mùa mưa lẫn mùa lũ đấy là cái nguy hại nhất do đó cho nên cái kế hoạch của mình làm sao mà phải đối với lại cái sự ngăn cản nước không cho xuống về mùa khô thì mình phải có giải pháp như thế nào đối với cái giải pháp chống lại cái vấn đề lũ lụt ở về mùa mùa mưa thì như thế nào thì đấy là cái mà vấn đề chúng tôi đặt ra với lại các chuyên gia của mình và đồng thời nó có cái chương trình thứ ba là phải vận động với quốc tế ép với trung quốc phải điều đình và phải áp lực với trung quốc là vấn đề không thể nào độc quyền nó có những cái luật xuyên quốc gia á, xuyên quốc gia mà nó phải tuân theo bởi thế cho nên bây giờ đã lúc tự mình không đủ cái lực lượng đó thì mình phải dùng lực quốc tế để mà bắt cái vấn đề xuyên quốc gia thì chúng, chúng ta trông cậy vào những cái chuyện như vậy À, thưa giáo sư lê xuân khoa trong chuyến đến uh, washington lần này ngoài cái việc mà ông dự định hoàn tất những cái tài liệu những cuốn sách ông viết đó thì ông còn dự định là sẽ thăm lại uh, sierra tức là uh, trung tâm hành động vì nguồn lực đông nam á dạ yeah. yeah, vâng thì uh, thưa ông ông có nghĩ rằng là liệu là ông có uh, nhắc nhở được hay là tác động được với trung tâm hành động vì nguồn lực đông nam á đó dạ. để mà chú ý nhiều hơn đến cái vấn đề là dạ. của dạ. Thì đồng bằng sông cửu cũng... long của việt nam tôi cũng muốn nhân cái cơ hội này để trở lại thăm một cái cơ quan cũ mà tôi đã làm giám đốc ở đó dạ. uh, trong gần 20 năm rồi đến khi mà xuống California vì có dịp lên trên này thì tôi cũng muốn đến thăm và họ tôi có liên lạc thì họ rất mừng họ muốn rằng là tôi cũng đến thăm để mà trao đổi và đồng thời cũng cố vấn cho họ một số ý kiến về vấn đề cập nhật những cái tin tức của thời đại mà yeah. may ra họ có thể làm được cái gì yeah. thêm nữa không? Thì chúng ta biết cái xe rác lúc ban đầu nó chỉ lo hoàn toàn về một cái vấn đề vận động cho người tị nạn từ Campuchia, Lào và Việt Nam thì bây giờ cái giai đoạn nó qua rồi, thì đến khi tôi về hưu khi nó chấm dứt cái chương trình lại thì tôi cũng chấm dứt luôn vai trò của tôi và tôi về hưu, thì từ đó đến nay cái nhiệm vụ của Sierra là nó lo nhiều về vấn đề civil rights của nước Mỹ, những cái vấn đề ở trong nước Mỹ nhiều hơn là vấn đề của các nước Đông Nam Á, mặc dầu nhân danh là cái tiếng nói của người Đông Nam Á nhưng tức là tiếng nói của người Á Châu gốc Mỹ, à, người Mỹ gốc Á Châu xin lỗi, tức là cộng đồng người Việt, người Lào, người Việt là cộng đồng người mỹ gốc á châu thì lo cho những vấn đề thiểu số của người á châu tại nước mỹ nhiều hơn nhưng bây giờ thì tôi có trong cái trao đổi gần đây tôi có nhắc nhở họ rằng là cũng nên để ý tới vấn đề bởi vì mình là người mỹ gốc việt hay là gốc á châu thì mình cũng có những cái quan hệ với đất nước về vấn đề văn hóa về lịch sử về chủng tộc thì không thể nào không quan tâm đến vậy thì khi quan tâm đến thì mình có thể đóng được cái vai trò gì thì đấy là cái mục đích mà tôi muốn đến thăm họ ngày hôm nay và sẽ trao đổi và sẽ khuyến cáo họ là nên lãnh một cái vai trò nào đó nhất là cái vai trò đó là cái vai trò vận động bởi vì cái SIRAC nó nổi tiếng về vận động ngày xưa vận động cho tị nạn bây giờ đang vận động cho người mỹ gốc việt thì bây giờ là vận động cho vấn đề giải quyết những cái vấn đề của việt nam của vấn đề mỹ quan tâm chung của nước mỹ và của nước việt đối phó với trung quốc tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó tôi có thể nói chuyện với họ ngày hôm nay à, là để mà nhắc nhở cái vai trò của sierra là nó phải quan tâm đến vấn đề vấn đề của đông nam á và đặc biệt là vấn đề việt nam và vấn đề sông cửu long dạ thưa vừa rồi là bản tin hoa thành đống với sự góp mặt của giáo sư lê xuân khoa đến từ california thanh trúc xin cảm ơn thời giờ của giáo sư lê xuân khoa dạ, dạ vâng, xin cảm ơn Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Nhà hàng Nha Trang nổi tiếng nem nướng Ninh Hòa, bánh canh cá, lẩu đồ biển, mì quảng, cơm tay cầm, bánh ướt thịt nướng, gỏi cuốn, bò lúc lắc, nước mía tươi, có lai xanh bia và nhiều món ngon đặc sản miền Nam mở cửa mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu từ 10 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối và thứ bảy và chủ nhật từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối có nhận credit card tọa lạc tại Eden Center, địa chỉ 6757 Wilson Boulevard, Fortress Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703 534 1657.